Giờ ve xe ra, ve xe ra rồi chạy xích vô, kéo bỏ lên trên này. Ở đây. Cái này là mình kêu tượng gì thầy? Cái này bệ chính rồng của Quan Âm. Bệ chính rồng của Quan Âm. Dạ. Để Quan Âm ngự vậy đó. Dạ dạ. Này khoảng bao nó được bao nhiêu tấn thầy? Ở bên chùa này nè, chùa kia, chùa bên kia. Tại thầy lại trễ, người ta nói em lại đây cho em một quả năm, anh không biết. Dạ, dạ, dạ. Này nó cỡ bao nhiêu tấn thầy? Cái này cỡ 10 mấy tấn. 10 mấy tấn hả? Wow, 10 mấy tấn luôn. Rất là nặng luôn. Nãy giờ cứ nghĩ là nó khoảng từ 4-5 tấn à. Không, chiếc xe này còn lên bốn cái nổi. Dạ. Cổ 15 tấn. Dạ. Mười mấy tấn. Nãy cứ nghĩ là khoảng 4-5 tấn cơ mà. Mỗi đá nguyên đá lắm. Chính xác nó khoảng bao mười mấy tấn thầy? Mười mấy anh này. Anh bao nhiêu tấn, chính xác bao nhiêu tấn anh? Thì phải 10 tấn đó. Trên 10 tấn hả? Không quá 11 tấn. Dạ. Khoảng 10 tấn rưỡi. Dạ, khoảng 10 tấn rưỡi. Lúc khối nguyên của nó là nhiều anh? 20 mấy tấn. 20 mấy tấn hả? 20 mấy tấn còn 150. Quá trình sắc sảo luôn. Ờ. Quá cái lúc. Quá đẹp luôn quý vị. Ờ có cái đá này là đá nguyên khối. Rồi bắt đầu là người ta chạm chỗ. Cái đó nguyên khối luôn á. Nguyên khối chạm lại thành rất là đẹp. Cắt biết chưa? Quyết vô làm đầu lòi đó. Con này là mấy tháng? Làm đầu. Làm đầu á. Dính đầu mà. Dính đầu. Gồng chín đầu. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm đầu. Sáu đầu. Bảy đầu. 8 đầu. 9 đầu như quý vị. Mười mấy tấn. Giờ ve cái xe cho xích vô một xíu nữa nha quý vị để cổng cái cục đầu gồng 9 đầu gồng này lên trên thềm nha quý vị. Đi. Giờ đi quý vị ơi, không kịp quay cái tượng đó để lên trên thềm rồi. Giờ anh em sẽ đi qua chỗ cưa cây nha quý vị. Thank you.